tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đã mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 1 ngày 6 tháng 10, sau chưa đầy một ngày hình thành ở vịnh Mexico. Bão Milton nhanh chóng mạnh lên và đang trên đà trở thành một cơn bão lớn hướng vào khu vực vịnh Tampa, khiến bang Florida Mỹ phải cảnh giác và ban hành lệnh sơ tán dọc theo bờ biển vốn vẫn chưa được phục hồi sau sự tàn phá của bão Helen. Các nhà dự báo bão chia sẻ, dù các mô hình dự báo bão khác nhau, nhưng đường đi có khả năng xảy ra nhất cho thấy bão Milton có thể đổ bộ ngày 9 tháng 10 tại khu vực Vịnh Tampa và vẫn là một cơn bão cuồng phong khi di chuyển qua miền trung Florida vào Đại Tây Dương. Dự báo điểm đổ bộ của cơn bão mới nhất trong mùa bão ở Đại Tây Dương cho thấy bão Milton phần lớn tránh các tiểu bang khác ở phía đông nam nước Mỹ vừa bị bão Helen tàn phá. Thống đốc bang Florida Mỹ Ron DeSantis cho biết, rõ ràng Florida sẽ bị bão Milton tấn công mạnh mẽ. Ông Ron DeSantis nói, tôi không nghĩ có bất kỳ kịch bản nào mà chúng ta không phải chịu những tác động lớn tại thời điểm này. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, tính đến 17 giờ chiều ngày 6 tháng 10 giờ địa phương, bão Milton có tâm bão cách vịnh Tampa khoảng 1.295 km về phía Tây-Tây Nam với sức gió mạnh nhất 140 km/h. Nhà nghiên cứu bão của Đại học bang Colorado Phil Glossbeck cho biết, với việc Milton mạnh lên cấp bão cuồng phong, đây là lần đầu tiên Đại Tây Dương có 3 cơn bão cuồng phong cùng lúc sau tháng 9, gồm bão Kurt và bão Leslie. Trước đó từng có cùng lúc 4 cơn bão cuồng phong trong tháng 8 và tháng 9. Theo tin bão của Fox News, bão Milton dự kiến tiếp tục mạnh lên nhanh chóng, đạt cường độ bão cuồng phong cấp 4 vào ngày 8 tháng 10, sau đó suy yếu đi đôi chút trước khi đổ bộ Florida ngày 9 tháng 10. Tuy nhiên, các nhà dự báo bão cảnh báo, bão Milton có khả năng vẫn sẽ tấn công Florida với cường độ bão lớn cấp 3 trở lên. Một cơn bão lớn được định nghĩa là bão cuồng phong cấp 3 trở lên khi có sức gió duy trì tối đa ít nhất 180 km/h. Dự báo mới nhất vào ngày 6 tháng 10 cho thấy bão Milton sẽ đổ bộ với sức gió 195 km/h. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết bão Milton nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa, đông dân cư vào sáng 9 tháng 10. Cơn bão mới được dự báo ảnh hưởng đến các khu vực đã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Helen, từng đổ bộ vào bờ biển phía bắc ngày 26 tháng 9. Ông Kevin Guthrie, giám đốc bộ phận quản lý tình trạng khẩn cấp của bang Florida, đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến kể từ cơn bão Irma năm 2017. Trước bão Milton, mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 đã có 3 cơn bão mạnh từ cấp 4 trở lên, bao gồm bão Kurt, bão Helen và siêu bão Berrien. Hàng triệu người dân trên khắp bán đảo Florida đang trong tình trạng báo động khi bão Milton mạnh lên nhanh chóng ở vịnh Mexico và tiến về bang này. Nếu bão Milton đổ bộ Florida, đây sẽ là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Florida, Mỹ trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2024, sau bão Debbie vào tháng 8 và Helen vào tháng 9. Ngày 5 tháng 10, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang này sau khi cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS dự báo Florida có thể sẽ phải hứng chịu một cơn bão lớn khác trong tuần tới. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS, bão nhiệt đới Milton đang hoành hành ở phía tây vịnh Mexico sẽ mạnh lên thành siêu bão khi di chuyển về phía Florida vào giữa tuần tới. Tùy theo quỹ đạo di chuyển, cơn bão có thể sẽ gây ra những tàn phá mới cho các khu vực ven biển ở phía tây Florida, nơi vẫn đang phải khắc phục hậu quả do bão Helena gây ra trước đó. Thống đốc DeSantis đã nói rõ ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại 35 hạt trước nguy cơ đổ bộ của bão Milton và nỗ lực đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả của cơn bão trước. Ông viết trên mạng xã hội X rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị các phương tiện để việc tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân đạt hiệu quả, khôi phục hệ thống điện và làm sạch hệ thống đường xá. Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi khí hậu có thể đã đóng vai trò to lớn trong việc làm gia tăng nhanh chóng cường độ của các cơn bão, vì khi nước nóng lên, các đại dương sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn, tạo điều kiện cho các cơn bão phát triển mạnh. Dự báo sớm cho thấy bão Milton có thể di chuyển qua Florida để vào Đại Tây Dương. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ NHC dự báo bão sẽ gây ảnh hưởng mạnh ở các vùng ven biển phía tây của bang Florida trong ngày 8 hoặc 9 tháng 10. Tuy nhiên, các khu vực trong đất liền như dãy núi North Carolina, nơi chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt do bão Helena, có thể không bị ảnh hưởng trong lần này. Tin bão mới nhất của USA Today cho hay,
mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 đã bước sang tháng thứ 5 từ ngày 1 tháng 10 và các chuyên gia dự báo thời tiết đang đánh giá lại về một mùa bão gây thiệt hại thảm khốc và khó dự báo. Trong dự báo đầu mùa bão 2024, các chuyên gia nhận định đây là một mùa bão cực kỳ dữ dội. Trên thực tế, ngay từ đầu tháng 7, siêu bão Beryl đã đổ bộ đến đất liền Mỹ với sức mạnh kỷ lục. Mới đây nhất, bão cấp 4 Helena càn quét khắp khu vực đông nam của Mỹ. Vào tuần trước, đã chấm dứt kỳ vọng về một mùa bão yên tĩnh. Brian McNody, chuyên gia nghiên cứu tại trường Russell Hill, Đại học Miami của Mỹ nói, mùa bão còn khá dài, với tháng 10 vốn là một tháng bão hoạt động mạnh, đặc biệt là ở biển Caribe, vịnh Mexico và ngoài khơi bờ biển Đông Nam Mỹ. Nhà dự báo bão Finn Crossback thuộc Đại học Colorado cho biết, tôi cho rằng Helena không thực sự ảnh hưởng đến dự báo của phần còn lại của mùa bão, nhưng hiện tại các điều kiện trên diện rộng rất thuận lợi cho sự hình thành bão. Áp thấp ở phía đông Đại Tây Dương và chúng ta đang chứng kiến các cơn bão tận dụng những điều kiện này. Nhà dự báo bão Phil Crossback chia sẻ thêm, chúng tôi vừa công bố dự báo bão 2 tuần mới nhất và dự báo sẽ có 2 tuần bão rất bận rộn do bão Kurt, áp thấp Invest 91L ngay sau Kurt và một hệ thống tiềm tàng ở Tây Bắc Caribe, Vịnh Mexico. Ông nêu trong bản cập nhật hàng ngày vào ngày 1 tháng 10, chuyên gia dự báo bão Michael Lowry tại cơ quan dự báo WPLG Local 10 ở Miami của Mỹ nhận định, dự kiến sẽ có sự trở lại của các cơn bão cuồng phong lớn trong tuần đầu tiên của tháng 10. Ông Brian McNody cũng chỉ ra, những tên bão đổ bộ gây ra thiệt hại thảm khốc thường bị loại khỏi danh sách tên bão kể từ năm 1953. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là số tên bão thảm khốc bị gỡ trong tháng 10 và tháng 11, cộng lại nhiều hơn của tháng 6 và tháng 7, cũng như tháng 8 cộng lại. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn phải cảnh giác với các mối đe dọa của bão nhiệt đới trong thời gian còn lại của mùa bão. Chưa đầy 10 ngày sau khi siêu bão Helene đổ bộ vào Florida, Mỹ, tiểu bang này đang chuẩn bị ứng phó bão Milton, một cơn bão có khả năng tàn phá khác với cường độ bão cấp 3 trong tháng bão 5 cấp Saffir-Simpson. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC cho biết, bão nhiệt đới Milton hình thành ở phía tây vịnh Mexico vào sáng ngày 5 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi trở thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơn bão thứ 13 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương 2024 hình thành sớm hơn so với các mùa trung bình, thường vào khoảng ngày 25 tháng 10. Bão Milton đang mạnh lên nhanh chóng chỉ vài giờ sau khi trở thành áp thấp nhiệt đới và gây những tác động đe dọa đến tính mạng cho một số khu vực bờ biển phía tây Florida, Mỹ vào tuần tới. Với sức gió đứt theo phương thẳng đứng rất thấp và nhiệt độ bề mặt biển cực kỳ ấm, bão Milton sẽ có thể tăng cấp nhanh chóng trong vài ngày tới, trở thành bão lớn trong vòng 72 giờ, dự kiến đổ bộ vào Florida với cường độ bão cấp 3, mang theo sức gió mạnh nhất gần tâm bão với sức gió 185 km/h. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, bão nhiệt đới Milton đang hoành hành ở phía tây vịnh Mexico sẽ mạnh lên thành siêu bão khi di chuyển về phía Florida vào giữa tuần tới. Tùy theo quỹ đạo di chuyển, cơn bão có thể sẽ gây ra những tàn phá mới cho các khu vực ven biển phía tây Florida, nơi vẫn đang khắc phục hậu quả do bão Helene gây ra trước đó. Để chuẩn bị ứng phó bão Milton, Thống đốc Florida, Mỹ, Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho 35 quận. Thống đốc DeSantis viết trên mạng xã hội X, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị các phương tiện để việc tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân đạt hiệu quả, khôi phục hệ thống điện và làm sạch hệ thống đường xá. Các chuyên gia dự báo bão của CBS News cho hay, bão Milton sẽ di chuyển chậm vào đêm ngày 6 tháng 10 trước khi dự kiến tăng tốc và mạnh lên vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 10. Nam Florida, Mỹ sẽ phải hứng chịu cú đấm kép với hệ thống này bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, với một vùng áp thấp yếu hơn di chuyển qua khu vực và kéo dài đến ngày 7 tháng 10, mang đến đợt mưa lớn đầu tiên cho Nam Florida. Cú đấm thứ hai sẽ là bão Milton, dự kiến sẽ đổ bộ vào chiều ngày 9 tháng 10, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Hiện tại, mối đe dọa chính của Nam Florida, Mỹ vẫn là nguy cơ lũ lụt do mưa, nước mưa, với khả năng lượng mưa có mực nước từ 100 đến 200mm trên toàn khu vực. Mối đe dọa bão Milton xuất hiện sau khi siêu bão Helene đổ bộ vào Florida ngày 26 tháng 9, tàn phá suốt 800 km với lũ lụt thảm khốc, gió mạnh và mất điện, khiến ít nhất 227 người thiệt mạng ở 6 tiểu bang. Bão Helene là một trong những cơn bão lớn nhất mà vịnh Mexico từng chứng kiến trong thế kỷ qua. Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi khí hậu có thể đã đóng vai trò lớn trong việc làm gia tăng nhanh chóng cường độ của các cơn bão, vì khi nước nóng lên, các đại dương sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn, tạo điều kiện cho các cơn bão phát triển mạnh.
nhà nghiên cứu về bão Phil Klotbeck của Đại học bang Colorado cho biết, về cơ bản, mùa bão 2024 đã phá vỡ mọi quy tắc và sẽ còn nhiều cơn bão lớn trong tháng 10 cũng như đến cuối mùa bão. Mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 đã có một hành trình không thể tin được trong vài tháng qua. Mặc dù đã qua đỉnh điểm của mùa bão, nhưng tháng 10 vẫn có thể mang đến những cơn bão lớn. Ngay từ đầu năm, mùa bão 2024 đã được nhiều tổ chức như Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, Đại học bang Colorado cùng nhiều cơ quan khác dự báo là một mùa bão hoạt động dữ dội trên mức trung bình. Đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương thường xảy ra hàng năm vào khoảng ngày 10 tháng 9, nhưng như lịch sử đã chỉ ra, tháng 10 có thể chứng kiến rất nhiều bão lớn. Do ảnh hưởng của bão Carathon, mưa lớn đã hoành hành ở bờ biển phía bắc của thành phố Tân Bắc, miền Bắc Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 4 tháng 10 và gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà do lũ lên quá nhanh. Nhân viên cứu hỏa của thành phố Tân Bắc đã được huy động để hỗ trợ di rời hàng trăm người bị mắc kẹt. Sáng ngày 5 tháng 10, Sở Cứu hỏa thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đã phát hiện một phụ nữ 51 tuổi và một người đàn ông 65 tuổi sau khi nhận được tin báo mất tích. Hai người được cho là một cặp vợ chồng sống gần đó, cả hai đều đã thiệt mạng. Theo thị trưởng thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Hầu Hữu Nghi, khu phố cổ Kim Sơn ở thành phố Tân Bắc đã hứng chịu lượng mưa lên tới 527mm chỉ trong 12 giờ và 625mm trong 24 giờ. Đây là thảm họa nghiêm trọng nhất mà khu vực này phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ra lở đất ở nhiều khu vực tại Tân Bắc, gây ngập đường phố và khiến hàng chục học sinh mắc kẹt trong trường học. Tính đến nay, bão Carathon đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương tại Đài Loan, Trung Quốc. Cơn bão Carathon cũng đã khiến cây cối và cột đèn đổ, các mảnh vỡ bị cuốn đi, gây mất điện cho khoảng 178.000 hộ dân ở khu vực phía đông hòn đảo. Bão Carathon đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở Cao Hùng và Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, cùng những đợt sóng cao tương đương tòa nhà 5 tầng ở ngoài khơi Cao Hùng. Gió giật mạnh cấp 15 đã lật nhào nhiều container hàng. Một số ngôi nhà mái tôn bị tốc mái hư hỏng, hàng loạt cây xanh ven đường bị quật gãy. Nhiều biển hiệu bị cuốn rơi. Cơn bão mang theo mưa lớn đã gây ra lũ lụt, khiến nhiều khu vực bị nước ngập tới đầu gối. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và các thị trường tài chính Đài Loan, Trung Quốc vẫn phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Điểm đáng chú ý là bão thường tấn công bờ biển phía đông của Đài Loan, Trung Quốc đối diện với Thái Bình Dương. Nhưng siêu bão cấp 1 Carathon lại có diễn biến bất thường khi đổ bộ vào bờ biển phía tây hòn đảo này. Cho nên, truyền thông Đài Loan, Trung Quốc đã gọi đây là cơn bão kỳ lạ. Đài Loan, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu những cơn bão nhiệt đới từ tháng 7 đến tháng 10. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ của bão, dẫn đến mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh. Tháng 7 vừa qua, bão Gemi trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc trong 8 năm qua, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây lũ lụt trên diện rộng ở Cao Hùng. Cùng với thiệt hại do bão gây ra, sáng ngày 3 tháng 10, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một bệnh viện ở huyện Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, khiến 9 người thiệt mạng. Thống kê do bệnh viện công bố cho thấy có tổng cộng 324 bệnh nhân ở viện trước khi vụ cháy xảy ra. 323 người trong số đó đã được đưa đi sơ tán. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, nhưng ngọn lửa được cho là bốc lên từ phòng kỹ thuật ở tầng 2 khu D bệnh viện. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong lúc Đài Loan, Trung Quốc đang phải hứng chịu cơn bão Carathon. Mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão đã khiến quá trình sơ tán bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.